Bán tải điện đến từ tương lai Tesla Cybertruck ra mắt có thể chống đạn, tốc độ nhanh hơn siêu xe. Mẫu xe bán tải chạy điện rất được mong chờ là Tesla Cybertruck đã chính thức ra mắt với thiết kế không giống ai cùng khả năng vận hành ấn tượng. Theo Cascoops, vào ngày 30 tháng 11 giờ Mỹ, Tesla đã giao những chiếc bán tải Cybertruck đầu tiên cho khách hàng tại một sự kiện được tổ chức ở nhà máy Gigafactory đặt tại Austin, Texas. Nhà sản xuất ô tô tiết lộ rằng phiên bản sản xuất của chiếc xe tải chạy hoàn toàn bằng điện đã được chờ đợi từ lâu này sẽ có thể kéo 4.990 kg và tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 2,6 giây. Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã trình làng những chiếc xe bán tải đầu tiên sau một bài thuyết trình ngắn cho biết chi tiết về khả năng của nó. Ngoài khả năng kéo ấn tượng, Musk cho biết phương tiện này sẽ có thể chở được 1.134 kg trên thùng xe phía sau dài 1,82 m, rộng 1,2 m. Hãy cùng điểm qua những điểm nổi bật và độc đáo nhất trên Tesla Cybertruck, nhanh hơn cả siêu xe để chứng minh khả năng vận hành của xe. Nhà sản xuất ô tô đã chiếu một đoạn video quay cảnh chiếc Cybertruck vượt qua chiếc Porsche 911-2023 mới trên quãng đường kéo dài khoảng 400 m, trong khi nó vẫn đang kéo một chiếc 911 khác. Trong điều kiện không tải, phiên bản mạnh mẽ nhất của chiếc bán tải sẽ có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 2,6 giây. Đây là khả năng tăng tốc thậm chí còn nhỉnh hơn một số mẫu siêu xe như Koenigsegg CC850 2,7 giây hay Ferrari Daytona FP3 6.5V 122,8 giây. Tesla cho biết thêm rằng chiếc xe cũng sẽ có khả năng vượt địa hình ấn tượng với lốp mọi địa hình kích thước 35 inch và hệ thống treo khí nén 4 góc, giúp mang lại khoảng sáng gầm xe khủng lên tới 432mm. Thân xe có khả năng chống đạn. Tại sự kiện giao xe, Musk đã yêu cầu nhà thiết kế Franz von Holzhausen ném một quả bóng chày vào cửa sổ bên để chứng minh khả năng chống các vật thể lạ bắn vào, điều mà nó không làm được trong lần giới thiệu đầu tiên vào năm 2019. Ngoài điều này, Elon Musk cho biết thân xe còn có một khả năng hiếm có, đó là chống đạn. Ông cho biết Tesla đã phát triển loại hợp kim thép không gì độc quyền của riêng mình cho chiếc xe bán tải, giúp nó có khả năng chống đạn. Musk cũng tuyên bố rằng thân xe có độ chắc chắn cao hơn một chiếc McLaren P1. Phạm vi hoạt động ấn tượng Cybertruck sẽ có phạm vi hoạt động ước tính lên tới 547 km. Mặc dù đây là con số khá tốt nhưng nó vẫn thấp hơn mức hơn 805 km mà Tesla đã hứa hẹn vào năm 2019. Bù lại, nó có thể sạc để chạy quãng đường lên tới 219 km chỉ sau 15 phút sử dụng sạc nhanh Supercharger. Một điểm cần lưu ý là con số 547 km chỉ dành cho biến thể All-Wheel Drive, dẫn động 4 bánh. Phiên bản dẫn động cầu sau sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2025, có phạm vi hoạt động chỉ 402 km và mất 6,5 giây để đạt vận tốc 96 km/h. Cuối cùng, phiên bản cao cấp Cyberbeast sẽ có thể đi được quãng đường 515 km và có tốc độ tối đa 209 km/h, lớn hơn mức 180 km/h của các biến thể còn lại. Tuy nhiên, bộ mở rộng phạm vi trên được trang bị trên bản dẫn động 4 bánh và Cyberbeast hứa hẹn sẽ mang lại quãng đường lái xe lần lượt là 756 km và 708 km. Nhà sản xuất ô tô tuyên bố, hiện vẫn chưa rõ tùy chọn này cụ thể sẽ hoạt động như thế nào. Giá bán, một điều đáng ngạc nhiên là mặc dù thông số không được như những gì Tesla hứa hẹn, nhưng mức giá của Cybertruck lại cao hơn dự kiến. Năm 2019, Tesla cho biết mức giá khởi điểm của xe sẽ vào khoảng 40.000 USD, giá quy đổi 970 triệu đồng, nhưng hiện tại cho biết giá phiên bản RWD sẽ bắt đầu từ 60.990 USD, tương đương 1,47 tỷ đồng. Trong khi đó, bản AVKD có giá khởi điểm là 79.990 USD, tương đương 1,94 tỷ đồng và Cyberbeast là 99.990 USD, tương đương 2,42 tỷ đồng. Tổng cộng, mới chỉ có 10 chiếc Tesla Cybertruck được giao cho khách hàng trong khuôn khổ sự kiện và tất cả đều là nhân viên Tesla. Công ty cho biết những khó khăn trong sản xuất đồng nghĩa với việc đến năm 2025 mẫu xe này mới bắt đầu sản xuất toàn diện. Một số hình ảnh khác về Tesla Cybertruck.